Di rời cây si có hình dạng giống mặt người vào khuôn viên nhà thờ. Sáng ngày 13 tháng 9, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, cây si khu vực chợ Nghĩa Hưng đã được di rời về trồng tại khuôn viên nhà thờ. Việc di rời xuất phát từ nguyện vọng của người dân nhà thờ và được sự đồng ý của huyện, xã và ban quản lý chợ. Trước đó, cây si nói trên được trồng tại chợ Nghĩa Hưng hàng chục năm nay, sợ cây gãy nhánh ảnh hưởng đến người đi chợ, ban quản lý chợ đã cho tỉa cành. Mấy ngày qua, người dân thấy mặt cây có hình thù giống mặt người rồi quay đăng lên mạng. Sau đó, một số người đem hoa nước đến gốc cây để cầu nguyện. Tuy nhiên, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghĩa Hưng khẳng định đây là cây bình thường trồng để che mát ở chợ.